Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm lãi khủng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, ông Thái được xác định có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của nhà nước. Hiện các vi phạm khuyết điểm của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, động thái kỷ luật nêu trên được công luận rất quan tâm, bởi sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến hàng triệu giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cách đây chưa lâu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo lợi nhuận kỷ lục trong năm 2021 đạt 287 tỷ đồng, vượt 150% kế hoạch được giao. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của đơn vị này. Những năm trước, lợi nhuận chỉ bằng khoảng nửa con số này, tức dao động quanh 120 đến 150 tỷ đồng. Mặc dù lãi cao kỷ lục, nhưng đơn vị này lại kêu khó trăm bề. Với một đơn vị kinh doanh thì lãi cao phải khuyến khích động viên chứ. Nhưng dường như dư luận qua các bài phát biểu trên mạng xã hội đã đón nhận tin tức này không mấy vui vẻ. Hiểu như thế nào về phản ứng đó? Có thể nhận thấy kết quả kinh doanh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhảy vọt theo đà tăng sách giáo khoa. Năm học 2020-2021, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, giá sách giáo khoa cao hơn 3-4 lần. Năm nay, mức giá sách giáo khoa cho các lớp 3, 7 và 10 cũng cao hơn 2-3 lần so với các bộ sách cũ. Như vậy, tâm lý các bậc phụ huynh nhìn vào lợi nhuận kinh doanh sách giáo khoa và bối cảnh vật giá leo thang, bao gồm cả chi phí cho giáo dục tăng lên, chắc hẳn khó mà cảm thấy thoải mái. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố, đơn vị này năm qua đã phát hành 164,6 triệu quyển sách giáo khoa, vượt 60% so với kế hoạch đề ra, tức gần gấp rưỡi. Cần làm rõ mức tăng này do số lượng học sinh trên toàn quốc tăng hay lý do nào khác? Có phải do số lượng đầu sách tăng lên hay không? Một vị đại biểu Quốc hội khi đề cập đến vấn đề chống lãng phí đã nhận xét, nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa của một số bậc học tăng từ 2-4 lần không chỉ bởi chi phí tăng trên từng đầu sách mà còn do số lượng đầu sách tăng. Theo vị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quy định cụ thể sách nào là sách giáo khoa bắt buộc phải mua, sách nào là sách tham khảo và phụ huynh được quyền chỉ mua những sách bắt buộc. Người viết cho rằng, để rộng đường dư luận, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như các đơn vị phát hành cần làm rõ lượng tiêu thụ sách giáo khoa đến từ nhu cầu thực hay đâu đó, còn tình trạng vẽ chân cho rắn, tăng đầu sách không cần thiết. Có bao nhiêu đầu sách học sinh mua về không được dùng đến. Như vậy, sau khi sàng lọc nhu cầu thực tiễn, phụ huynh bớt đi một khoản chi phí, học sinh bớt nặng vai và đơn vị sản xuất cũng giảm bớt việc phát hành những đầu sách chỉ mang tính tham khảo. Nói cho cùng, đã là đơn vị kinh doanh thì bao giờ cũng mưu cầu lợi nhuận. Song, trong những mảng kinh doanh đặc thù như giáo dục, lợi nhuận của doanh nghiệp cần phải hài hòa với lợi ích của người dân và xã hội. Không nên coi đây là mảnh đất để buôn to lãi khủng. Trong khi giáo dục là quốc sách, người dân đang phải còng lưng gánh nặng cơm áo và các chi phí giáo dục cho con em mình. Hơn nữa, nếu giá sách giáo khoa tăng chỉ vì in khổ lớn hơn, giấy tốt hơn, thiết nghĩ là không cần thiết. Chi phí giáo dục tăng đi ngược với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, mục tiêu tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận với sách vở, với kiến thức. Với những gia đình lao động ở thành phố, chi phí tiền trường, trong đó có sách giáo khoa, sách tham khảo, đã là một gánh nặng. Vậy với những học sinh ở nông thôn miền núi thì sao? Xin đừng nói một cách vô cảm rằng mỗi năm một lần mua sách, làm gì mà không cố được. Ngoài tiền sách giáo khoa, phụ huynh còn phải kham thêm nào học phí, nào học cụ, giáo cụ, nào đồng phục, nào tiền xã hội hóa. Trước diễn đàn Quốc hội mới đây, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ trăn trở về việc vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra sao trong lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình mới để đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, không ảnh hưởng xấu đến chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. Liệu có những vụ việt á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Cũng xin nhắc lại, vào tháng 12 năm 2021, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy
Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021, có một số vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, biên soạn sách giáo khoa, đầu tư công. Cơ quan kiểm tra nêu rõ những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021 cần được tiếp tục kiểm tra làm rõ. Như vậy, liên quan đến sách giáo khoa, không riêng sự việc ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như nêu trên, mà cả trong giai đoạn 2016-2021 cũng có vấn đề cần làm rõ. Tóm lại, sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Các vi phạm nếu có, cần phải xử lý nghiêm minh nhằm thiết lập lại trật tự, sự ổn định cho lĩnh vực đặc thù này. Thanh tra phát hiện 30 vụ việc, 40 người có dấu hiệu tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành thanh tra. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ, công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo có 22 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người. Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn các cơ quan nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ việc, 40 người có dấu hiệu tham nhũng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra năm 2022. Do đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác này theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đặc biệt chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản thu nhập. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị thuộc ngành thanh tra cần đôn đốc hướng dẫn các cấp các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra. Tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Thanh tra Chính phủ lập tổ công tác kiểm tra việc quản lý kinh doanh xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy vừa ký quyết định thành lập tổ công tác làm việc và thu thập thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xăng dầu nhằm phục vụ công tác thanh tra năm 2022. Theo đó, tổ công tác sẽ làm việc với các bộ, công thương, tài chính, khoa học và công nghệ cùng 16 doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Được biết, cùng với quyết định nêu trên, Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về công tác lập và công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xăng dầu, quy hoạch phát triển kho cảng xăng dầu đầu mối, kho xăng dầu dự trữ chiến lược và dự trữ lưu thông, cũng như các quy định khác đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu báo cáo việc tổ chức và quản lý kinh doanh xăng dầu, trong đó bao gồm quy trình cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như sản xuất pha chế xăng dầu, việc quản lý đo lường chất lượng. Nội dung khác cũng được cơ quan thanh tra yêu cầu báo cáo là quy trình trích sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, những tồn tại hạn chế của quỹ. Với giá bán xăng dầu, Thanh tra Chính phủ đề nghị báo cáo việc niêm yết công khai giá, kiểm tra kiểm soát giá. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo tổng số các cuộc thanh tra kiểm tra giám sát đã thực hiện, đánh giá những tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành mặt hàng này, cũng như báo cáo kết quả thực hiện việc công tác tham mưu để ban hành cơ chế chính sách quản lý với xăng dầu.